Này
Yeah.
Dạ, thưa Phụng Dương Minh, sao gặp cho tôi hạ hàng tam cấp để có cái lời cùng tiểu du đỡ chặt cơ bé. Giảng ra Tiêu Lương anh hùng cũng biết bao nhiêu công sức, ta tin nàng bỏ đẻo đổi đồng xa liệu xa, ta đã giúp nàng vào tận chốn chiều ca đấu tình cùng giữa quân để được công tước hậu giúp an tổng quốc. Nào ngờ ta đã lòng Tiêu Lương anh hùng.
ta nghĩ rằng ngươi có tài bò tá tóc ta, mới truyền lệnh về giết ngay tam sói. Có lý đâu ngươi ăn cơm chúa bốn lòng mà chúa, thì cứ đừng trách sao chẳng lại không yêu thương. Quân sĩ, kêu quân sĩ, em yêu nha anh cậu, bắt cho nhà cậu. Quân cho yêu nha hấp dẫn ấu dạy, dừng tóc chúa đừng nghe theo lời nhắc thần sẽ lên.
kêu cho ta. Còn hết gì vậy chồng? À, hết rồi. Đó, gian sang này là của ta, mượn gió bẻ măng. À, lâu ngày rồi, là chuyện cái thước phớ tầm tự là cái già cầu cái đó làm sao, có mát chữ. Bây giờ tập vô, bây giờ ra đây, đi thử nha. Quạt tưởng, gió lâm. Thôi ông đậu đi tôi qua tưởng mà mày đưa mình cái đưa tiễn đám ma làm lại nha. Quân! Dạ! Cho rồi quân nhân của ta đây.
Dạ rồi bà đi đây. Dạ rồi con đi. Hay lắm. Bye.
gian không tròn này. Trời ơi, ta nghe được khi đang thở, bằng lòng ta lại khi vui sao tim chân. Việc làm sao cô lấy thiên nhân để thoát khỏi cơn nguy hiểm. Kìa, đón gì con? Mẹ, kìa, mẹ đi từ bao giờ? Con trẻ không nhân tiếp, con mẹ ta tử rồi. Đón gì con hãy đứng lên đi, con đã mất bệnh mà, có cần thiên thủ lễ. Mẹ ơi, bệnh con chưa ai phận, nay qua đi mười phần, chắc con phải lìa xa như thế. Đúng. Có bảy phần, nay qua mười phần. Bảy. Thôi được rồi, mẹ đến đây thăm con, rồi mẹ đi về. Mẹ. Mẹ ơi, quốc gia à, thật sự, của cá phải không? Lý do nào mẹ ấp úng chẳng ngừng? Cho đâu quốc gia như thế nào bị mẹ? Sao chị mẹ? Căn bệnh con đặt ra mẹ không có nói. Đợi con ấp một chi chị rồi mẹ bắt con nghe. Mẹ, mẹ ơi con khỏe rồi mẹ. Khỏe rồi. Dạ. Con khỏe điền không? Dạ con khỏe điền rồi mẹ. Khỏe điền à? Dạ. Cảm ơn ơi. Mẹ. Là ai? Là cha.